Em đúng không? Bây giờ em không có làm gì trơn, cho em chỉ chui mỏ là máy tự zoom vô, ví dụ này, hai người, ví dụ hai người. Em là một nè, quý vị là một nha. 1 2 3 vô. Cái này nè. Mình hơi di chuyển nhẹ nha, là đi qua bên trái nè, 2 3 di chuyển nhẹ. Đi giữ cái khung này đi qua đây. À đi ngược lại, đi ngược lại. Không không không, không đó. Nghĩa là cái đồ hình nó qua xíu thôi, xong rồi ngược lại qua đây. Rồi, xong lúc này nó sẽ cầm cái dây nó tự muốn nhìn. Rồi nó, mọi người muốn vô đánh nó thôi. Để đánh nó, sau khi quái vượt vô. Không, bữa nào nó đâu nào, đứng ra đi, đi lên không? Không có bao người nào mà đẹp kiểu này hết á. Em còn có tóc để em làm. Rồi, đó, tôi có bao giờ đánh đố người ta những cái chuyện tóc đâu, tóc tôi cũng đẹp như bao người đâu. Lê Huỳnh cai lại. Anh Thanh ơi, mở bi hết mọi người nghe cho để biết nè. Lê Huỳnh cai lại. Sao nãy giờ em làm gì tự nhiên lúc chơi cái em tới làm cái không đồ em gì không chịu chơi nữa vậy? Chị không thấy quá ghê hả? Quá sợ luôn á. Ủa thấy Lâm dễ thương không có gì đâu mà tự nhiên kỳ thị không ai chơi với Lâm quá là sao? Con gái cá. Bà bồ em. Trời ơi người ta vậy mừng lắm.
em làm gì em kỳ thị Lâm, em không chịu chơi. Người ta là chỉ cần một miếng giấy thôi, một cái môi của ảnh ngậm là nguyên một tờ giấy rồi nuốt cái đầu em á. Sợ không? Go! Trời ơi, con hiếp rồi. Đó, đúng rồi. Mẹ cái gì? Còn bao nhiêu người chị thấy bình thường chứ nó có kỳ thị lắm. Hồi nào nè, quý vị khán giả, đây cái máy đang zoom em đúng không? Bây giờ em không có làm gì trơn, cho em chỉ chui mỏ là máy tự zoom vô. Ví dụ này hai người, em là một nè, quý vị là một nha, 1, 2, 3 vô. Đó, ghê đâu, có ghê đâu. Vậy mà ai cũng kỳ thị em. Mốt đừng có kêu em chơi mấy nữa. Chơi mà không hợp tác với em. Anh Vinh nữa, chơi với Lâm mà nổi da gà hoài là sao? Trời ơi, Lâm, anh là vì đội mình lắm luôn á. Chứ khi mà bờ môi em hơ vô, nó chưa tới thôi là Lâm anh dịnh hết lên rồi. Cái lúc em bắt gần Lâm. Có bị gì đâu, có gì đâu. Không, cái đâu làm bén lắm. Mới mà môi dày mà mọi người kỳ thị vậy, đuổi em xích môi à. Sống sao với mọi người? Sao mà sống vừa mọi người? Môi dày cái đâu kỳ thị em. Môi dày không thấy môi dày đâu, quay vô em nè. Chơi với mấy người nữ á. Ha, tự vô cái tao là tao bị liễu mày. Em cái đâu không vô là giật môi giật à. Nhưng mà nãy mấy người đủ chơi với em sợ. Chơi không ai chơi em. Chơi em á nè, không chơi luôn. Mà vợ bê không? Mê, trời ơi, vợ gặp môi cái là hú hồn liền. Tắm rửa liền. Chơi vợ người ta mê, người ta gặp môi. Mê môi liền. Chơi bay. Để nhất mỹ môi mà. Để em về xù nè. Không thấy được mấy bạn này, không thấy được cái nét đẹp. Kêu vô đội chị đi không chịu. Thì lúc nào cũng trân trọng như yêu thương em. Tội em thương. Chơi mày chơi. Không ai chơi. Nhớ mình đi mọi người. Sao mất bao nhiêu vậy? Điên khùng. Quá trời của đất trời. Thôi mày quay vô chơi thế nhô. Nhớ bộ cái đồ giả đi. Đồ giả này ở chợ Quang Minh, chợ Hồng Đào. Ý lộn gì, chợ Đại Quang Minh. Chợ Đại Quang Minh bẹt. Hồi nãy vừa nói của Lý Nhã Kỳ mà anh. Bậy khùng quá, Lý Nhã Kỳ đâu. Lý Kỳ là hộp cắt nhà. Tốn tiền phun môi vậy, xăm môi vậy mà chê. Trời ơi, chén rồi phun môi á, hên là môi đã phun rồi, răng sứ rồi, nhìn nó sạch sẽ ra trời. Hồi xưa để cái miệng mà thâm lì hiểu không, răng mà cái lĩa chĩa răng khểnh một hàm, trời ơi chắc giờ không ai chê. Anh Luật, anh có cảm nghĩ gì về bờ môi của Dương Lâm? Tôi thấy Dương Lâm chơi rất là vui luôn á, nhưng mà Dương Lâm khó khăn với tôi quá. Trời ơi, đang nói chuyện với bạn trai mà mài răng là sao vậy? Ủa, tính cảm bạn trai đó, đang nói chuyện điện thoại đó với bạn trai đó. Đó là bạn trai mới của Ngân. Bạn trai mới của Ngân. Ngân đã có bạn trai mới, bỏ anh Vinh bơ vơ kìa, mọi người có thấy không? Nha mọi người, là một tráng sĩ, trời ơi, nhuộm tóc, nhuộm không biết nhuộm hay là bạc nữa mà đều lắm. Đâu, thì công việc đó phải ngại vậy đó hả? Công việc mà phải ngại vậy luôn hả? Ông, có nói chuyện công việc mà. Xịn nha, thì bớt nha, quay chị lại với Ngọc nha. Vâng, vậy đó. Anh Giang ơi, cái cột với chị Ngọc, ta nói chuyện với người yêu kìa mà, hẹn thùng. Yêu nào? Cái cậu đúng hả? Cậu mới hả? Sao mới liên tục vậy má? Cái cậu mà gym á, tập gym mình đúng á. Mới kìa, đó.
mỗi lần thì cũng được cũng được vài bữa hả à. Nhỏ này dậy hoài mà. Và hãy đón xem chương trình Bảy Nụ Cười Xuân nha quý vị nghe. Hãy xem đón hãy đón xem chương trình Bảy Nụ Cười Xuân nha. Và bây giờ anh em chúng tôi sẽ ra làm việc tiếp đây. Chào mọi người, hẹn gặp lại nha.